Một khu ga đường sắt cao từ 40 cho đến 70 tầng trên khu vực ga Hà Nội có thể sẽ được triển khai xây dựng theo nội dung mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai xin ý kiến các bộ, ban ngành liên quan đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận. Cụ thể thì đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 hectare, tổng dân số của khu vực này được quy hoạch khoảng 44.000 người, đảm bảo tái định cư 100% dân số hiện tại, bao gồm cả khu tập thể Văn Chương. Theo văn bản Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 11 tháng 9 vừa qua, ga Hà Nội được đề xuất xây dựng lại với chức năng là ga trung tâm tàu khách và tàu liên vận quốc tế, đi tất cả các hướng, là trung tâm giao thông vận tải đa phương thức, cả đường sắt và đường bộ, thương mại, văn hóa. Ga Hà Nội sẽ kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1, số 3, phát triển không gian ngầm, có rà soát, khớp nối với các dự án xây dựng có liên quan khác. Theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, tỷ lệ 1/2000, không gian kiến trúc cảnh quan quy hoạch thành 9 phân vùng không gian chức năng gồm khu văn hóa thấp tầng, khu tài chính, khu kiến trúc, khu thương mại quốc tế, khu lối sống mới và khu nghỉ dưỡng đô thị cao 40 đến 60 tầng, khu ga đường sắt cao 40 đến 70 tầng. Ở khu vực này là điểm kết nối chính giữa các tuyến Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hai Lý, Thường Kiệt và thường xuyên xảy ra ùn ứ vào các giờ cao điểm. Chính vì thế nhiều chuyên gia lo ngại rằng khi mà xây dựng thêm nhiều nhà cao tầng ở cái khu vực này thì không những làm gia tăng áp lực về dân số mà còn làm cho tình trạng ùn ứ ngày càng nghiêm trọng hơn.